Dự án cải tạo, nâng cấp đường DT379B, trục trung tâm chính của huyện Văn Giang có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, được triển khai thi công từ cách đây gần 3 tháng. Dự án gồm 3 đoạn tuyến và theo hợp đồng ký kết thì từng đoạn tuyến của dự án sẽ hoàn thành trong ít nhất 360 ngày. Thế nhưng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, huyện Văn Giang đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Những ngày này, đơn vị thi công đoạn tuyến số 2 từ đường DT379 đến DH23 huy động lực lượng cùng nhiều thiết bị máy móc khẩn trương thi công hạng mục bề mặt đường. Trong quá trình thi công, mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, nhà thầu đã xây dựng các phương án chống ùn tắc, điều tiết giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các phương tiện và lao động tại công trình. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng và kịp thời để nhanh tiến độ, huy động toàn bộ nhân lực về mặt con người, kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật cũng như là máy móc, công ty và các nhân công để làm sao mà đẩy nhanh được cái tiến độ của dự án theo chỉ đạo của ban lãnh đạo huyện. Cũng chúng tôi cố gắng là đến ngày 15 tháng 12 âm thì sẽ cố gắng thảm được một lớp cho bà con đi lại cho nó thuận tiện cũng như là sạch sẽ. Tại đoạn tuyến số 1 và số 3, các nhà thầu cũng huy động tối đa máy móc nhân lực để tổ chức thi công. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Văn Giang cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhà thầu, đồng thời có mặt để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Cả ba đoạn thì chúng tôi đang bám sát cái tiến độ chỉ đạo và cơ bản đáp ứng được theo cái tiến độ ở tại hiện trường cũng như là cái kế hoạch thực hiện thì các nhà thầu đang tập trung cái nhân lực, phương tiện, vật tư để đảm bảo kế hoạch này và chúng tôi khả quan là sẽ đảm bảo được cái tiến độ theo yêu cầu. Dự án cải tạo nâng cấp đường DT379B có tổng chiều dài gần 5 km, xác định khi dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện khung hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, giảm tải giao thông của trung tâm huyện. Trước khi nghỉ Tết, huyện Văn Giang yêu cầu các nhà thầu chọn điểm dừng thích hợp để thu gọn nguyên vật liệu máy móc. Đối với các hạng mục đang thi công dang dở phải được dọn gọn gàng và rào chắn, bố trí đèn cảnh báo đảm bảo cho người dân đi lại đón Tết an toàn, thông suốt.